Thưa quý vị, với chủ đề Phục hồi hệ sinh thái, Ngày Môi trường Thế giới năm nay muốn phát đi thông điệp về sự tập hợp đoàn kết nhằm bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới vì lợi ích của con người và thiên nhiên. Với Đà Nẵng, một thành phố được thiên nhiên ban tặng phong cảnh hữu tình có mức độ đa dạng sinh học cao, đặc biệt là các khu bảo tồn thiên nhiên. Vậy thành phố làm gì để gìn giữ và phát huy thế mạnh này? Phóng sự được thực hiện nhân Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6. Đà Nẵng có 3 khu bảo tồn thiên nhiên, gồm khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa, khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và khu bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân. Với phong phú các loài, nguồn gen quý hiếm, có giá trị kinh tế cao và đóng vai trò là lá phổi xanh của thành phố, đặc biệt là khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Cái tính đa dạng sinh học và cái tầm quan trọng của cái đa dạng sinh học thì rất là cao. Đấy. Nó đơn thuần như bán đảo Sơn Trà, mặc dù là cái quy mô diện tích nhỏ, nhưng mà ở đây theo cái thống kê tất cả tổng hợp các cái nghiên cứu có tới gần hơn 1.360 loài thực vật. Rồi với động vật thì nó có tới là hơn 520 loài ở cả. Và trong đó cái nhóm mà cái động vật mà có xương sống tới 280 loài. Không chỉ đa dạng sinh học, khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà còn được biết đến là vương quốc của loài linh trưởng vọc chà vá chân nâu, trở thành một trong những địa chỉ vàng về du lịch sinh thái. Đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học cùng các nhóm giải pháp đặt ra cho việc bảo vệ loài linh trưởng quý hiếm này. Theo tôi, ở bán đảo Sơn Trà mà để bảo tồn được cái vọc chà vá chân nâu cũng như cái đa dạng sinh học thì nó có hai cái giải pháp chính sau đây. Cái thứ nhất là đầu tiên chúng ta phải có cái giải pháp về quy hoạch. Chúng ta phải quy hoạch làm sao cho nó phù hợp. Trong đó là phải đảm bảo được cái sinh cảnh sống cho vọc. Cái thứ hai là cái quản lý và giám sát. Hiện tại là nói về cái giám sát trên kia thì giám sát các cái hoạt động du lịch này, giám sát các cái hoạt động phát triển này, đầu tư phát triển này, rồi giám sát cả cái công tác là đa dạng sinh học nữa, tức là nó thay đổi như thế nào ra sao để chúng ta có cái biện pháp. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, bảo tồn đa dạng sinh học là một trong 4 hợp phần trụ cột của đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030. Quan điểm của lãnh đạo thành phố là thực hiện bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học là nền tảng quan trọng để hướng đến xây dựng thành phố sinh thái, công tác bảo tồn trên cơ sở khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học. Một trong những giải pháp quan trọng là thành phố sẽ rà soát lại việc xây dựng các dự án tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Thực hiện cái kết luận 269 của Thanh tra Chính phủ vào năm 2019, thì hiện nay là thành phố đã ban hành một kế hoạch rất là cụ thể để triển khai thực hiện cái kết luận 269 này. Trong đó đặc biệt là tập trung rà soát 18 cái dự án đang triển khai trên bán đảo Sơn Trà. Trong đó tập trung rà soát về cái tính phù hợp. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đã hoàn thành cơ bản cái đề án 3 loại rừng đã trình cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thẩm định. Cùng với đó là sẽ lấy ý kiến với Bộ Quốc phòng. Thì sau khi có ý kiến liên quan đến hai nội dung trên thì chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm các kết luận của cái thanh tra chính phủ liên quan đến các dự án triển khai trên bán đảo này. Một bước đi quan trọng của Đà Nẵng là thành phố đã phê duyệt đề án bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2025, rà soát phê duyệt quy hoạch các phân khu rừng đặc dụng để quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học, xây dựng lộ trình để nghiên cứu, đề xuất nâng cấp, đầu tư phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên. Đến năm 2045, nâng hạng hoặc thành lập mới các khu bảo tồn của thành phố theo hướng trở thành vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển theo các tiêu chí quốc gia. Nguyên tắc vàng của Đà Nẵng đó là không cưỡng bức thiên nhiên để đô thị hóa mà phải sống hài hòa với thiên nhiên.